Hôm nay thằng camera rủ tôi sang yêu Mo Hà Đông chơi. Nó gọi tôi dậy từ lúc 6 giờ sáng để chuẩn bị. Với cái sự lười biếng thì tôi đã ngủ nướng được 3 tiếng. Sau đó tôi gọi điện lại nó không nghe máy chắc là dỗ rồi. Tôi thì hành động theo bằng lời xin lỗi, sang đón nó rồi đèo nó đi chơi. Trước khi vào đây chơi và ăn uống chúng ta phải khai báo y tế, sát khuẩn và đo thân nhiệt. Đi chơi là tôi phải lấp đầy cái bụng đầu tiên đã. Mà bữa nay tôi phải trả tiền nên tôi phải tìm một quán nào ăn vừa ngon vừa rẻ. Đang đi thì thấy nhà hàng Debak quán quen của tôi hay ăn đang có chương trình combo thì giảm nửa giá. Đội gì mà không ăn? Địa chỉ gian hàng là t 157 Nhà hàng thì nướng Hàn Quốc Debak, combo sẽ gồm có 3 loại thịt: ba chỉ heo, ba chỉ bò và rẻ sườn bò, đi kèm còn có canh kim chi cơm và biến trộn. Ngoài ra có cả salad và ban chan khá đa dạng. Canh kim chi ở đây khá dậy mùi và đậm vị. Vị chua chua cay cay mà ăn cùng đậu với ba chỉ ngọt thì lúc canh vẫn còn đang nóng hổi ăn mà nhức cái nách. tiếp theo là biến trộn Hàn Quốc. Miếng mình thấy dai mềm vừa vị, ăn nóng sẽ rất ngon. Thành phần chỉ có rau với miến thôi nhưng mà ăn rất đưa miệng. Một mình tôi phải ba cái cáp to mới hết cái đĩa này. Trong lúc ăn thì có cả nhân viên hỗ trợ nướng thịt thì tôi thấy đều tươi ngon, ướp rất ít và gần như là không ướp. Ở đây có một loại nước chấm thì rất ngon. Cho thêm cả một ít wasabi vào rồi lấy rau cuốn thịt và cô lại ban chan. Còn một miếng thật to rồi chấm vào nước chấm. Nhìn TV bên Hàn Quốc ăn như nào thì tôi ăn như vậy. Công nhận ăn miếng to như này mà đá cái nơ. Đi ăn nướng lại một bát cơm trộn hãy tận dụng ban chan bạn đang có nếu có cơm trắng rồi các bạn có thể dùng luôn còn nếu chưa có thì order một bát từ 15 đến 20 k cơm trộn với sốt sam giang với ban chan vừa nướng trên vỉ ăn không như thế này thì cũng được để thêm món cơm trộn ngon hơn ăn kèm thêm một ít thịt nướng vào đảm bảo ăn ngon xuất sắc rẻ sườn bò đấy ăn tươi ngon mà ngọt thì thêm một lát kim chi với chấm cùng với sốt sam giang vị ngọt béo của thịt quyện cùng với kim chi chua ăn rất bom miệng về chất lượng đồ ăn mình thấy giá mình trả cũng hợp lý thằng cameraman nó bảo bữa này là ngon nhất vì bữa này tôi mời nó ăn no quá cũng phải đi bộ để xuôi cho cái bộ đang đi bộ thì có một bạn nhận ra mình vào, chụp cùng với bạn ấy một kiểu ảnh mình ok liền vào yêu mô đi qua quầy bánh sushi mà thế thèm nhưng không mình sẽ chọn đi ăn kem mình mua một kem xanh da trời và một kem tím mộng mơ kem xanh da trời là kem táo xanh còn kem màu tím là hoa tử đằng cảm nhận thì mình thấy kem màu xanh ngon hơn kem màu tím vậy nên mình quyết định giữ lại kem màu xanh còn kem màu tím thì nhường cho thằng cameraman còn một cái ăn không ngon thì nó cũng phải ăn xem đến hết video rồi thì đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha